nhà bắt đầu lại đấy. Ok. À, nhạc sĩ Vũ Trường có thể giới thiệu về ca khúc của mình được không? À, vâng. Kính thưa quý vị, hôm nay rất là vui và rất là vinh dự cho Dốc Tình Quán được đón tiếp các anh trong ekip media Cao Bằng Hóng, có anh Hà Cương, anh Thái Dương và anh Toàn để ghé thăm Dốc Tình. Thì xin được gửi tới quý anh chị, các bạn một ca khúc, một sáng tác mới của Quốc Trường, ca ngợi về những nét đẹp của quê hương của con người Cao Bằng. Ca khúc mang tựa đề Nơi Ấy Cao Bằng, xin gửi tới quý vị. Hello, hello, hello. Hôm nay tặng hoa nhá, hoa sẵn đây rồi. Quê tôi gạo trắng nước trong, ai lên tới đó lòng không muốn về. Quê tôi mời rượu cá chung, mời qua cá cây. Quê tôi đâu muốn cách mạng, dấu chân bác xưa nay vẫn còn đó. Dòng suối Lenin vẫn cháy hiền hòa, về đỉnh sáng cao chân hướng đào anh hùng. Về nơi đây Cao Bằng nước non, câu hát giao duyên ngọt ngào say đắm. Tết tháng riêng hẹn từ tháng bảy, tin nhau không nói nhiều lời. Hoa mận hoa lê nở trắng ngày xuân, tiếng khen ai dắt dìu phố núi, lòng anh ngất ngây trong từng phiên chợ. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Hay, hay quá. Nổi hết gai ốc bà con ạ. Quê tôi gạo trắng nước trong, ai lên tới đó lòng không muốn về. Quê tôi mời rượu cá chung, mời qua cá cây. Quê tôi đâu muốn cách mạng, dấu chân bác xưa nay vẫn còn đó. Dòng suối Lenin vẫn cháy hiền hòa, về đỉnh Ram cao chân hướng đạo anh hùng. Về nơi đây Cao Bằng nước non, câu hát giao duyên ngọt ngào say đắm. Tết tháng riêng hẹn từ tháng bảy, tin nhau không nói nhiều lời. Dìu phố núi, lòng anh ngất ngây trong từng phiên chợ. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Về nơi đây Cao Bằng nước non, câu hát giao duyên ngọt ngào say đắm. Tết tháng riêng hẹn từ tháng bảy, tin nhau không nói nhiều lời. Hoa mận hoa lê nở trắng ngày xuân, tiếng khen ai dắt dìu phố núi, lòng anh ngất ngây trong từng phiên chợ. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy
để anh đi chảy nước non cao bằng. Nói là đây là một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Quốc Trường. Theo anh được biết thì Quốc Trường đã có rất là nhiều sáng tác, còn những cái rất nhiều ca khúc về Cao Bằng. Thì ngoài cái ca khúc vừa rồi bạn vừa thể hiện thì bạn còn có những ca khúc nào về Cao Bằng nữa không? À, dạ vâng. Trong thời gian vừa qua thì cũng Quốc Trường cũng viết một số ca khúc ca ngợi về quê hương của các vùng miền, có các huyện, và đặc biệt là vừa rồi trong cái dịp kỷ niệm 15 xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng thì Quốc Trường cũng vừa mới sáng tác một ca khúc về thành phố, ca khúc mà mang tựa đề Cao Bằng thành phố biên cương. Và tiếp tục chương trình thì xin được gửi tới quý vị một sáng tác mới cũng vừa giới thiệu tựa đề okay. Cao Bằng thành phố biên cương. Cao Bằng thành phố biên cương, hay quá. Cho cao lên chút. Giờ này nó đêm khuya rồi. Sao nào? 12 giờ đêm rồi. Cũng rất là may là có 93 người đang xem. Nếu mà mình anh em mình like sớm thì sẽ có rất là nhiều bạn quan xem clip là 9 bạn. Bên yêu miền đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, dòng sông hiên giang với dòng sông bằng ôm trọn thành phố, sóng du đôi bờ, con người nơi đâu hiền hòa và vô tư, một lòng kiên trung mãi mãi theo đảng, xây dựng thành phố Cao Bằng vươn xa. Giao duyên làm say đắm lòng tất cả ai. Thành phố biên cương, thành phố trẻ anh hùng, từ hòn ngọc xanh miền biên viễn xa xôi, đường thanh thang đi trong nắng vàng, phố khang trang cờ hoa dập trời, ánh điện lung linh như muôn sắc màu, phố đẹp thành phố Cao Bằng bóng hơi. Này mà các bạn đang xem mà không chia sẻ cổ vũ cho tác giả thì mà hơi phí đấy. Các bạn đang xem cái live stream này mà không chia sẻ cổ vũ cho tác giả Quốc Trường với những ca khúc sáng tác về Cao Bằng thì có lẽ là quá đáng tiếc. Thành phố Cao Bằng bên yêu, miền đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, dòng sông hiến giang với dòng sông bằng ôm trọn thành phố Cao Bằng bóng hơi, con người nơi đây hiền hòa và vô tư, một lòng kiên trung mãi mãi theo đảng, xây dựng thành phố Cao Bằng vươn xa. Làm say đắm lòng ai, thành phố biên cương, thành phố trẻ anh hùng, từ hòn ngọc xanh miền biên viễn xa xôi, đường thanh thang đi trong nắng vàng, phố khang trang cờ hoa rực trời, ánh điện lung linh như muôn sắc màu, tô đẹp thành phố Cao Bằng biên cương. Sắc màu tô đẹp thành phố Cao Bằng bóng hơi, đường thanh thang
là mình là anh em mình là những người rất là may mắn và lần đầu tiên nghe rồi, trường hát live rất anh em mình như thế này. Và bây giờ sẽ là bây giờ đêm đã về khuya rồi, tuy nhiên là với những cái ca khúc vừa rồi trường vừa thể hiện, anh cảm thấy rằng nó em đem lại cho anh cũng như là Toàn và Lịch có những cái cảm xúc lắng đọng nhất định. Và có lẽ là để kết thúc trước khi kết thúc chương trình này, muốn trường là dành tặng cho những khán giả đang xem trên luồng live trên fanpage Cà Bảo Hóng là một ca khúc nữa, một ca khúc mà trường có thể một ca khúc mà trường sáng tác, hoặc là cũng có thể một ca khúc nào đó mà trường có thể yêu thích nhất trong cái suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Một bài về Trùng Khánh đấy nhỉ. Vâng. Lại được chia sẻ với quý vị thêm một ca khúc nữa, cũng rất là may mắn và cũng vinh dự cho Dốc Tình Quán ngày hôm nay là được đón tiếp các anh đã yêu ái quê hương Trùng Khánh, lại quay trở về để cùng nhau chia sẻ những cái nét đẹp của quê hương Trùng Khánh, và cũng tiếp tục chương trình thì gửi tới quý vị một ca khúc rất là tâm đắc, cũng là một sáng tác đầu tay của Quốc Trường, ca khúc dựa trên lời thơ ý thơ của nhà thơ Ngọc Tuyền, ca khúc mang tựa đề Trùng Khánh thân thương. Hay quá. Ai đang Trùng Khánh cái điểm danh nhá. Bài ai đang xem trên luồng livestream này là quê hương Trùng Khánh thì có thể tương tác với nhau bằng phím 1 hoặc phím 2. Anh ấy nghe giọng rất là tuyệt vời luôn. Về Trùng Khánh đã rất là phiêu rồi, thế cho nên là phải lấy lại tông thôi. Đó. Về Trùng Khánh quê mình qua Khao Liêu, ta về quê ta đường đèo quanh con sông in hình của mẹ, ngọn núi ngọn đồi in bóng của cha. Con lớn lên trong dòng sữa mẹ, con khôn nên người từ lời khuyên của cha. Ai đi xa cũng nhớ về nơi đây, về thông Huế mùa dưa mùa cá, về đình Minh đầy ắp nghĩa tình, về cô sầu mùa hạt dẻ thơm hương. Sông Quây Sơn với dòng sông Bắc vọng tươi mát quê mình, tươi cả hồn em. Lên cao thăng về Khoáng Châu Chi Viễn, đến Đàm thác bàn dốc reo vui, đồng ngầm ngao ôi sao lung linh qua, tiếng sáo diều gọi mãi trăng tối. Xuân đã về trên quê hương đổi mới, rộn lòng ta tiếng tinh tàu gọi mời, điệu lượn then nghe lòng sao xuyên, ta muốn về, về lại nơi đây. Trùng Khánh cô sầu ơi. Quá tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ đây để cổ vũ cho nhạc sĩ Quốc Trường đấy ạ. Những ca khúc về các bạn rất hay. Nếu như các bạn mà muốn hát tiếp thì sau bài này nhạc sĩ Quốc Trường sẽ tiếp tục. Về Trùng Khánh quê mình qua Khao Liêu, ta về quê ta đường đèo quanh co. Ơi con suối con sông in hình của mẹ, ngọn núi ngọn đồi in bóng của cha. Con lớn lên trong dòng sữa mẹ, con khôn nên người từ lời khuyên của cha.
ai đi xa cũng nhớ về nơi đây, về thông Huệ mùa dưa mùa cá, về Đình Minh đầy ắp nghĩa tình, về Cô Sầu mùa hạt dẻ thơm hương. Sống quanh sơn với dòng sông Bắc vòng, tươi mát quê mình tươi cả hồn em. Lên cao thăm về Phong Châu Chi Viễn, đến Đàm Thị thác Bàn dốc reo vui, động ngườm ngào ôi sao lung linh quá, tiếng sáo diều gọi mãi trong tôi. Xuân đã về trên quê hương đổi mới, rộn lòng ta tiếng tinh tàu gọi mời, điệu lượn then nghe lòng sao xuyên, ta muốn về, về lại nơi đây, chung cánh Cô Sầu ơi. Xuân đã về trên quê hương đổi mới, rộn lòng ta tiếng tinh tàu gọi mời, điệu lượn then nghe lòng sao xuyên, ta muốn về, về lại nơi đây. Cảm ơn Quốc Trường cũng như là anh em Cao Bằng Hóng. Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trường đã đem lại cho quý vị khán giả, mặc dù đêm đã về khuya rồi cho nên đến thời điểm bây giờ. Tuy nhiên là đến thời điểm bây giờ vẫn có 104 người bạn đang xem clip này. Phải nói là đây cũng là lần đầu tiên nghe những cái ca khúc của nhạc sĩ Quốc Trường trên những diễn đàn mà công nghệ 4.0 rất nhiều, và tuy nhiên là hôm nay là lần đầu tiên Hà Cương, Minh Toàn và AC Thái Dương đã được ngồi và giao lưu với nhạc sĩ Quốc Trường và một buổi hát live thực sự là rất ý nghĩa, và những cái ca từ của nhạc sĩ cũng như là cái những cái giai điệu trong cái tác phẩm của mình đã đem lại cho Hà Cương cũng như các bạn của mình, đặc biệt là quý vị khán giả, mặc dù đêm đã bị khuya rồi, cảm giác là những cái câu từ rất lắng đọng và mang được cái tâm hồn bản sắc của riêng các bạn chúng ta. Và cũng nhân tiện đây thì cũng xin thay mặt đội ngũ ekip là kính chúc nhạc sĩ Quốc Trường sẽ luôn mạnh khỏe, thành công và sẽ có thời gian tới sẽ có rất nhiều sáng tác mới về quê hương đất nước, đặc biệt là về miền đất nước Trùng Khánh Hoa Bằng của chúng ta. Xin phép được kết thúc clip livestream ở đây. Một lần nữa là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm dõi theo, và xin chúc quý vị khán giả, các bạn đang xem clip livestream này cùng với những người thân của mình một buổi tối thật vui vẻ. Cũng thực sự là bây giờ không phải là buổi tối nữa rồi, bây giờ là chuyển sang một ngày mới, đó là ngày 20, anh em chuẩn bị ngày 26 rồi. Chúc các bạn là một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn gặp lại.